nếu mà bạn đã quá chán với món gà nướng gà luộc rồi thì chuyển qua ăn gà hấp hành thử đi bữa nay hoa thèm ăn gà hấp quá nên là nó anh xã hoa chở đi chợ mua nguyên một con gà về hấp ăn cho nó đã trước khi hấp thì hoa sẽ ướp gà với một ít gia vị và một ít bột nghệ massage thiệt là đều cả trong và ngoài để cho gà thấm gia vị và xíu nữa hấp xong thì cái màu da của gà nó sẽ đẹp hơn bữa nay thì hoa lại có thêm một trợ thủ đắc lực để phục vụ cho công cuộc nấu nướng đó chính là em nồi hấp điện đa năng sim này nè em này thì được thiết kế 3 tầng vừa có thể tách rời vừa có thể trồng ba tầng là một rất là dễ sử dụng nồi hấp này thì vừa to vừa cao nên là muốn lần hấp gà hay là làm nhiều món một lúc thì hoa lại lấy ra sử dụng rất là tiện luôn về giá thành thì chỉ hơn một tờ màu xanh dương một xíu thôi hoa thấy cũng hợp túi tiền đã vậy còn được bảo hành một năm không sửa chữa mà người ta thay thế miễn phí cho mình luôn giá cả phải chăng mà đa công dụng như thế này thì các chị em nội trợ nên tham khảo nha mỗi lần mà ăn gà luộc hay là gà hấp thì hoa không thể nào mà thiếu được cái chén nước chấm thần thánh này công thức nước chấm này thì mọi người dùng để chấm hải sản cũng ngon lắm luôn á cái nồi hấp điện đa năng của sim lớp này thì nó đã cài sẵn chế độ cho mình rồi nên là không có cần phải đứng canh bếp chỉ cần chọn chế độ rồi ngồi chờ trong vòng 30 phút là mình đã có ngay món xôi hấp hạt sen và gà hấp hành để ăn rồi gà hấp kiểu này ăn nó ngọt thịt thơm và mọng nước hơn gà luộc rất là nhiều trước khi hấp thì hoa có ướp gia vị sẵn rồi nên là ăn nó đậm vị lắm luôn. Này họ bầu cũng được hơn 7 tháng rồi cũng tính là đi chụp hình bầu để làm kỷ niệm nhưng mà vẫn chưa biết lên chụp ở đâu. Bạn nào biết ở Sài Gòn có chỗ nào chụp hình đẹp thì chỉ hoa với nhà Bây giờ hoa còn khỏe thì tranh thủ đi chụp chứ mai mốt mà bầu lớn nặng nề rồi không chụp được là tiếc lắm luôn á